Hello, chào mọi người ha. Xong hết đầu tiên thì mình sẽ đi cái đi dot gel cho hai ngón này. Ở đây là xin có hai cái ngón này. Đó mình chị thấy không? Thì riêng đối với hai ngón này á, Lục Sinh sẽ cho xong đã rồi mình mới đánh comb lên. Lưu ý khi mà mình dùng cái cách này á thì mấy anh chị, một là lấy cây cọ thật là cũ, nó có nhiều sọc sọc á thì mấy anh chị đi. Còn nếu mà không á, mấy anh chị dùng đừng có mỏng quá nha. Trên phần này á, mấy anh chị đừng có đi mỏng quá, đi cho nó hơi dày chút. Tại vì mình khi mà mình đi cái này mình muốn cho nó nổi 3D mà. Thì mấy anh chị đi dày một chút, còn nếu mà anh chị đi mỏng á thì nó sẽ ra mỏng. Cái đường line của mình thì nó sẽ mỏng. Ở trên này là của Sinh sẽ apply cho nó dày một chút để làm cho nó nổi hơn á. Không, lấy một cái lượng gel tùy theo sở thích nha. Muốn dày thì mấy anh chị cho dày, muốn mỏng thì mấy anh chị lấy mỏng. Nhưng mà khi mà đi cái này á, mấy anh chị muốn đi cho nó đẹp á, đi cái dày chút để mình thấy cái đường line của mình nó nhiều hơn. Rồi khi xong hết nè ha, bắt đầu thì nếu mà mình có cây cọ cũ thì mấy anh chị dùng cọ cũ, còn nếu mà không có thì mấy anh chị sẽ dùng cái cây cọ Lightwork này nè. Đó, xong rồi bắt đầu mấy anh chị vẽ cái đường line nó xuống nha. Đây thấy không, đè xuống, đè thật sâu xuống đó để cho nó nổi cái gân nó lên. Rồi tiếp tục đó, muốn nhiều đường thì mấy anh chị vẽ cho nó mọng lại, còn nếu mà mình muốn cái đường của mình nó bự ra thì mấy anh chị chia nó ra. Không, easy. Rồi, mỗi lần đi thì mấy anh chị lấy cái tờ giấy mình chùi cho nó sạch chút cái cây cọ của mình rồi tiếp tục đi cái đường khác. Không, đó. Cái này khi mà mấy anh chị thực hiện mình nên nha, nên làm từng ngón. Làm xong ngón này rồi mấy anh chị tiếp tục đi qua cái ngón khác, chứ mình không có làm một lần làm xong hết. Mấy anh chị cho hơi đèn khoảng là 10 giây cho em. Tiếp tục qua ngón này. Nếu mà anh chị mà muốn giống như những cái video kia, mình lấy cái cây cọ cũ nha, nó sần sần á, tức là nó đừng có mượt mà quá, nó nhám nhám giống cái cây chổi mà lâu ngày mà không có mình xài lâu ngày nó hư á, thì mấy anh chị làm nó sẽ rất là đường, nó sẽ rất là sợi mỏng. Còn trên này là cô xin làm cho nó dài lên, tại vì 3D mà. Cách hôm nay của mình muốn cái gì cũng nổi á thì mình sẽ làm cho nó dày hơn. Đó, phủ một lớp, đừng có mỏng quá nha. Mỏng quá thì lát làm nữa là khách của mình không muốn vậy, muốn dày hơn, thấy những cái đường 3D của mình nó nổi lên. Xong anh chị vuốt xếp nè. Rồi, lấy cây cọ của mình. Không, vuốt xếp trước khi là mình đi cái đường line nha. Đè thật mạnh xuống để nó sâu xuống. Không, cái cách này thì mấy anh chị dùng treo đính đá mình đi từng sợi cũng được. Nhưng mà cái này là mình đánh khom nguyên móng luôn. Thì mình sẽ dùng theo cách này để mà mình đi ha. Đó, thấy không? Mấy anh chị dài, làm dài thì nó có cái độ sâu hơn. Đó, mấy anh chị đi dọc, đi xéo, đi thẳng, đi ngang gì cũng được. Đến lúc này là tùy theo là sở thích rồi đó. Đó, đè mạnh xuống. Rồi. Rồi khi xong hết rồi ha, mấy anh chị lấy cái tay nè, đẩy nó xuống, thấy không? Đó, cho nó đừng có mất shape. Sau đó mấy anh chị cho vô máy. Hũ clear này thì nó sẽ không có che cái màu của mình, đúng không? Magic Clipper. Còn nếu mà khách mà muốn cho cái nền của mình có một cái pearl, ánh pearl, thì mấy anh chị dùng cái mermaid white này giùm em ha. Rồi mình những ngón này của mình cũng sẽ đi đi comb. Đó, comb hết. Và hai cái hũ comb này của mình á, là mấy anh chị là mua lẻ được nha. Mấy anh chị mua lẻ được nha. Đó, mình mua lẻ, mua tại website là clamsupply.com nha. Hoặc là mấy anh chị gọi vô số phone công ty 714-804-9288, 714-804-9688. Và cái hũ mơ mì quái thì 12 đồng. Cái mì gịch clipper thì 10 đồng một hũ nha mấy anh chị. Đó, cái hũ này tới 5 gram là 12 đồng nè. Rồi, để vô máy. Rồi xong, cái hũ này là 10 đồng nha. Cái hũ này là 10 đồng thôi. Còn cái hũ này là 12 đồng, nó tới 5 gram lận. Đủ rồi, ok, bắt đầu mình đánh nè. Ha, khi mà mình đánh lên á, thì trên cái bề mặt của mình á, nó còn khoảng là 50% cái màu.
nhưng mà trên cái bề mặt của mình á thì nó sẽ có một cái lớp pearl. Đó, mấy anh chị thấy chưa? Có một lớp pearl. Ở dưới mình vẫn thấy cái ánh nè. Đó, đẹp không? Rất là đẹp nha. Cái hũ này thì 12 đồng một hũ, là tới 5 gram lận mấy anh chị. Nó nằm trong set mơ mì á, và cái màu này là Aquasin có bán lẻ nha. Cái màu mơ mì white này là mình có bán lẻ 12 đồng một hũ. Đó, đẹp luôn. Rồi xong ngón này nè ha, mình sử dụng cái dot gel nè để làm tuy đi nè. Rồi xong mấy anh chị đánh comb lên bình thường. Đánh comb được luôn, bóng láng mượt mịn nha. Rồi xong tới ngón này. Đó, mấy anh chị thấy nó nổi nổi không? Nổi nổi lên là nguyên móng luôn. Xong hết, đẩy nó lại. Rồi xong mình sẽ phủi sạch. Phủi sạch hết mấy cái bụi comb trên cái trên những cái khe nha. Để khi mà mình đặt sơn top lên nó bóng. Đó, rất là đẹp nha. Rất là đẹp luôn. Đó, dùng cái cục mút này nè mấy anh chị nào mà làm comb mà nó không có bóng sơn mà nó bị mờ mờ cái comb của mình á, mấy anh chị dùng cái cục mút này để làm sạch cái mặt comb nha. Rồi, sau đó là mình sẽ cover một lớp top nè, anh chị nào mà đánh comb mà nó bị chóc á. Đó, khi mà mình cover nha, đối với những cái zigzag hay là những cái như vậy nè, thì mấy anh chị cover hết đã, không? Lấy cho nó nhiều chút cũng không sao. Nhưng mà tới khi cái phần kết thúc á, mấy anh chị nè, đi theo cái đường sớ của nó nha. Đó, đi theo. Rồi xong cái cây cọ của mình á, không có cho nó còn treo nữa. Để biết sau mình lấy những cái treo nó dư ra. Rồi ngón này cũng vậy. Đó, mình lấy nhiều chút cũng không sao. Không, cho nó bao phủ hết đi. Đó, bao phủ hết đi. Rồi xong, khi mà xong hết nè. Bao phủ hết đúng không? Bắt đầu mình sẽ giảm bớt cái top coat ra. Xong mấy anh chị là nhả treo nè. Mấy anh chị thấy nhả treo không? Nhả treo nè ha. Nhả treo. Đó, nhả treo vô cái chai lại. Đó, thế là xong. Không, xong mình cho vô máy thế. Xong hết cover những ngón này. Mình chỉ cần việc hơ vài giây thôi. Rồi khi mà cover nè ha, muốn cho comb của mình nó lát nè, comb của mình tới đâu là mình sẽ cover cái top của mình tới đó. Đó, lúc đầu tiên thì mình có thể là đi, nếu mà anh chị nào đi điều tay thì mình cover một lớp, còn nếu mà mình cảm thấy mình chưa có đi điều tay mình cover hai lớp. Tại vì đôi lúc á, lớp đầu tiên mình cover không tới, tại mình bảo vệ không tới á, thì nên thành ra cái comb của mình á nó sẽ không có được bảo vệ đầy đủ, đúng không? Đó, thì thành ra khi mà mình rửa tay hay gì đó thì nó chóc. Và khi mà mình cover cái comb nữa ha, là mình cover cái đầu móng luôn nha. Lúc mà đánh comb là em sẽ không có đánh đầu móng. Tại vì đầu móng khách rất là hay gõ, gõ trên bàn hay là gõ trên cái computer đó là rất là dễ bị chóc. Thành ra khi mà đánh comb là em hạn chế đánh làm trên cái đầu móng lắm. Với lại làm đầu móng nó dễ bị mất shape lắm anh chị. Nên thành ra khi mà em làm khách em cũng nói cho khách biết luôn là em không có đánh trên cái comb trên cái đầu móng. Thì nó chỉ xảy ra với những cái móng mà square hay là double, cái đầu móng nó dày thôi thì khách nó mới thấy. Còn khi mà cái đầu móng mỏng hay là những cái móng mà almond á, thì nó sẽ không có nhiều, không? Rồi, vuốt shape hai bên nha, để chắc chắn là cái móng của mình không có bị mất shape nè. Mấy anh chị thấy cái comb của mình đánh lên nó đẹp không? Rất là đẹp nha.